Xin chào các con, cô rất vui mừng vì các con đã đến với bài học của cô ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán. Bài học của cô có tên là 1/2. Không biết là có bạn nào đã biết được 1/2 là như thế nào chưa? Để biết được chính xác như thế nào là 1/2 thì các con hãy chú ý lắng nghe vào bài học của cô ngày hôm nay nhé. Bây giờ các con hãy quan sát vào màn hình. Cô có một hình vuông. Cô kẻ một đường chéo, chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. Các con hãy quan sát nhé. Cô có một hình vuông. Cô kẻ một đường chéo để chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. Sau đó, cô tô màu một phần. Các bạn đã thấy chưa? Ở đây cô có một phần màu vàng và một phần màu hồng. Khi cô chia hình vuông thành hai phần bằng nhau rồi, cô lấy một phần thì sẽ được 1/2 hình vuông. Cô nhắc lại nhé. Cô có một hình vuông được chia thành hai phần bằng nhau. Khi lấy một phần thì sẽ được 1/2 hình vuông. Tương tự như vậy, cô có một hình vuông khác. Cô kẻ một đường ngang để chia hình vuông thành hai phần bằng nhau và cũng tô màu một phần. Bây giờ cô đã có một hình vuông với hai phần, một phần màu vàng và một phần màu hồng rồi. Như vậy, khi lấy một phần đi thì ta sẽ được 1/2 hình vuông. Các con đã hiểu chưa nào? Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. Khi lấy một phần, ta sẽ được 1/2 hình vuông. Và 1/2 hình vuông còn được gọi là gì các con biết không? 1/2 còn gọi là một nửa. Bây giờ các con hãy quan sát ba hình vuông của cô nhé. Đầu tiên hình vuông thứ nhất, cô dùng một đường kẻ dọc chia hình vuông thành hai phần bằng nhau. Một phần cô tô màu xanh, một phần cô tô màu hồng. Khi lấy một phần thì cô sẽ được 1/2 hình vuông. Ví dụ, cô lấy phần màu xanh thì lúc đó phần màu xanh sẽ được gọi là 1/2 của hình vuông hay còn gọi là một nửa hình vuông. Hoặc nếu cô lấy phần màu hồng thì phần màu hồng cũng sẽ là 1/2 của hình vuông hay còn gọi là một nửa của hình vuông các con nhé. Tương tự hình vuông thứ hai, cô dùng một đường kẻ kẻ ngang chia hình vuông thành hai phần bằng nhau, một phần hồng và một phần vàng. Tương tự như là hình vuông ban đầu. Khi lấy một phần đi thì cô sẽ được 1/2 hình vuông. Hình vuông thứ ba cũng như vậy, cô kẻ một đường chéo chia thành hai phần bằng nhau. Khi cô lấy một phần, cô sẽ được 1/2 hình vuông. Hay còn gọi là một nửa hình vuông. Các con hãy quan sát cách viết nhé. Đầu tiên, chúng ta viết số 1. Sau đó, chữ phần được thể hiện bằng dấu gạch ngang. Tiếp theo, các con viết số 2 thẳng hàng với số 1. Các con chú ý khoảng cách viết, tránh bị chồng chéo và đè lên nhau nhé. Cách viết thứ nhất của cô là cách viết đúng, cách viết thứ hai là cách viết không đúng. Các con hãy luyện viết theo cách viết đầu tiên của cô nhé. Bây giờ để xem là các con đã thật sự biết được 1/2 là như thế nào chưa? Cô có một bài tập nho nhỏ dành cho các con. Bây giờ các con hãy quan sát xem trong bốn hình dưới đây, hình nào đã được tô màu 1/2? Cô cho các con 5 giây để suy nghĩ nhé. Đơn giản quá đúng không nào? Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án đúng. Ở đây cô có 3 hình đã tô màu 1/2, đó là hình A, hình C và hình D. Hình A là một hình vuông được chia đôi bằng một đường kẻ dọc, tô màu một phần màu xanh. Như vậy là tô màu 1/2 hình vuông. Câu C là một hình tam giác
cũng được chia đôi và tô màu một phần. Như vậy, ta gọi hình tam giác đã được tô màu 1 phần 2. Câu D là một hình tròn được chia đôi và tô màu một phần. Như vậy thì hình tròn cũng đã được tô màu 1 phần 2. Còn hình B tại sao lại không đúng vậy các con? Hình B người ta chỉ tô màu một phần nhỏ chứ chưa chia đôi hình vuông ra, cho nên hình B không phải là hình đã được tô màu 1 phần 2 các con nhé. Bây giờ ở bài tập số 2, hình nào có 1 phần 2 số ô vuông đã tô màu? Cô cho các con 5 giây để làm nhé. Rồi, bây giờ cô xin công bố đáp án nhé. Câu A và câu C chính là hình có 1 phần 2 số ô vuông đã được tô màu. Cô chúc mừng những bạn đã làm bài đúng nhé. Đầu tiên, ở hình A, các con quan sát là có 4 hình vuông đúng không nào? 4 hình vuông. À, bây giờ cô muốn đố các con là làm thế nào để tính được hình nào đã được tô màu một nửa số ô vuông? Như hình A có 4 ô vuông. Như vậy, một nửa của 4 thì ta làm thế nào các con? Rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần thực hiện phép chia 2 thì sẽ tìm ra được một nửa của 4 ô vuông là bao nhiêu. Phép chia 2 các con đều đã thuộc rồi đúng không nào? Bây giờ cô muốn hỏi 4 chia 2 bằng mấy? Cô tin chắc là các bạn sẽ biết là 4 chia 2 bằng 2. Như vậy, hình A người ta đã tô màu được 2 hình vuông, có nghĩa là người ta đã tô màu được 1 phần 2 số ô vuông rồi đúng không nào? Hình B, ở đây người ta có 6 ô vuông. 6 muốn tô màu một nửa, có nghĩa là người ta phải tô màu bao nhiêu ô vuông vậy các con? 6 chia 2 sẽ được 3. Như vậy, nếu muốn tô màu 1 phần 2 số ô vuông thì phải tô 3 ô vuông. Nhưng ở trong hình người ta chỉ tô màu có 2 ô vuông thôi. Như vậy, hình B không đúng nhé. Câu C có 12 ô vuông. 12 chia cho 2 sẽ được 6. Như vậy, các bạn hãy quan sát xem người ta đã tô màu bao nhiêu? Người ta tô màu 6 ô vuông. Như vậy thì câu C là câu trả lời đúng. Câu D có 20 ô vuông. 20 chia 2 sẽ được 10. Nhưng ở đây người ta chỉ tô màu có 8 ô vuông thôi. Như vậy câu D không phải là đáp án đúng. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án A và C nhé. Bây giờ để ôn lại phần kiến thức mình vừa học, cô sẽ có một trò chơi củng cố. Các con hãy quan sát trên hình nhé và trả lời cho cô biết là hình nào đã được khoanh vào 1 phần 2. Cô cho các con 6 giây suy nghĩ. Đã hết thời gian rồi. Cô tin chắc là các con đã có được câu trả lời rồi đúng không? Đáp án đúng của cô là A. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé. Ở hình A, cô có 8 chú thỏ. Làm sao để biết được khoanh bao nhiêu con là được 1 phần 2 vậy các con? Đúng rồi, rất đơn giản thôi. Mình sẽ lấy 8 chia cho 2. 8 chia 2 thì bằng 4. Như vậy, câu A là đáp án đúng. Còn câu B, ở đây cô có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con chim thôi. Nhưng mà người ta khoanh 4 con chim. Như vậy là câu B không đúng rồi các con nhỉ? Cô xin chúc mừng những bạn trả lời đúng nhé. Bài tập tiếp theo.
Tương tự như bài tập vừa rồi, các con hãy nhìn xem hình nào đã được khoanh vào 1/2. Hết thời gian rồi, và đáp án của cô là... Đúng rồi, cô xin chúc mừng những bạn có câu trả lời là B. Như các con đã thấy rồi, hình A chúng ta có 8 chú voi con. Nhưng mà người ta chỉ khoanh có 2 chú voi thôi, trong khi một nửa của 8 sẽ là 8 chia 2 và bằng 4. Như vậy là phải khoanh 4 chú voi con thì mới đúng các con nhé. Còn ở hình B, cô có 8 chú gấu. Người ta khoanh 1/2, người ta khoanh 4 chú gấu. Như vậy thì người ta đã khoanh được 1/2 số chú gấu rồi đúng không nào? Cô xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời đúng nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con hãy cố gắng học bài, xem bài nhé. Và chuẩn bị cho bài học tiếp theo nha. Cô chào các con và hẹn gặp lại. Tạm biệt các con nhé.